Mọi người có thấy con rắn này có điểm gì lạ không? Chuyện là hôm qua mình thăm lờ dính con rắn này, ban đầu mình không có dám bắt đâu. Nhưng qua tìm hiểu thì mình mới biết đây là loài rắn thuộc họ rắn nước. Và điều đặc biệt ở đây là con rắn này nó có râu mọi người, cho nên nó mới có tên gọi là rắn râu. Ở chỗ mình có mà nào giờ mình chưa thấy con rắn này luôn. Bây giờ mới thấy được tận mắt hai cọng râu của con rắn. Mà con rắn này nó giống như con rắn bông súng vậy đó, nó hiền queo à. Đó, mình vuốt ve các kiểu mà nó nằm im ru nè. Và đương nhiên là rắn này có độc nha mọi người, nhưng mà nó chỉ có tác dụng với những con mồi của con rắn này thôi. Còn đối với ai mà bị con rắn râu này cắn thì sẽ có triệu chứng là bị bù ngủ mấy ngày liền luôn á. Bạn nào hay bị mất ngủ thì đi kiếm con rắn này đi nha, cho nó cắn một cái là ngủ được hà. Thấy con rắn râu này cũng là lạ nên tạm thời mình sẽ nuôi con rắn này ở trong cái lu nha mọi người. Mà không biết là con rắn này nó ăn cái gì ta, mọi người có ai biết không?